Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 107. Cha già giảng sanh. Hòa thượng kể, sau khi tôi rời Đông Bắc, cha tôi qua đời. Ông đã ngồi mà giảng sanh. Ông bị bệnh 3 ngày không ăn uống gì, rồi ngồi chết. Tôi rước ông anh ba tới định cư tại nước Mỹ, hầu để báo đáp thời gian anh ấy đã săn sóc cho gia già ở quê nhà, cho nên tôi không thể không lo cho anh ấy được. Ghi chú 1. Hòa thượng có tướng rất giống cha của ngài là ông Bạch Phú Hải. Ông bình thường không ngồi thiền, cũng không niệm Phật. Năm 1949, ông ngồi mà qua đời. Lúc bấy giờ hòa thượng ở Dân Môn, chỗ của lão hòa thượng Hư Danh. Ông Bạch Ngọc Đường, anh thứ ba của hòa thượng, kể lại như sau. Năm tôi được 43 tuổi, 1949, vào mùa xuân, tôi thấy ở ngoài cửa có một ông thầy bói. Tôi bèn gọi vào nhà bói cho tôi một quẻ. Coi quẻ xong, tôi thấy ông thầy bói biến sắc, nên muốn ông ta xem coi vận mạng tôi có chuyện gì xảy ra. Ông ta nói, năm nay ông quẻ khảm, thọ mạng ông không quá 43 tuổi. Ông Ngọc Đường nói, tôi năm nay được 43 tuổi rồi. Tôi nghe thấy thầy bói nói vậy, xong tôi cũng bỏ qua chuyện đó. Đầu mùa hè năm ấy, ở trong thôn tôi náo động bệnh dịch thương hàn, và hầu hết nhà nào cũng có người mắc bệnh này. Bệnh dịch lan tràn đến độ có cả một gia đình nọ đều bị lây bệnh chết hết. Tôi và vợ tôi cũng bị nhiễm bệnh thương hàn. Lúc đó chúng tôi đâu có tiền để mà trị bệnh nên đành phải chịu. 20 ngày sau, vợ tôi vừa mới hết bệnh, bèn chống gậy đi đến tiệm thuốc Lạp Lâm để hút thuốc. Tôi nằm trên kháng không ngồi dậy nổi. Đến trưa tôi phát sốt, liền bảo đứa nhỏ đi ra ngoài múc cho tôi một gáo lớn nước lạnh. Tôi tiếp lấy gáo nước tính uống, nhưng vì tay run quá nên đổ cả gáo nước lạnh lên ngực. Tôi bị nước lạnh thấm ướt, mắt tối sầm rồi hôn mê không biết gì. Lúc bấy giờ tôi đã ra đi rồi, trời đất mù mịt, chết trong lúc vừa đói vừa khát. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một tòa lâu đài, ngay cửa thành có treo một ổ khóa thật lớn, có hai anh lính gác cổng. Bên trong thành có một ông già râu bạc phơ ngồi trên tòa cao. Tôi hỏi anh lính gác cổng, đây là chỗ nào vậy? Anh ta nói, đây là địa ngục. Tôi lại hỏi, người ngồi trên tòa cao kia là ai thế? Anh ta đáp, đó là Ngũ Đế Diêm Vương. Tôi liền nói, tôi gặp được Ngũ Điện Diêm Vương rồi. Tôi phải kể lể hết các nỗi khổ của mình cho ổng nghe mới được. Nói xong, tôi đi bước vào thành. Nhưng hai anh gác cổng ngăn lại. Tôi nói gì, họ cũng không cho tôi vào. Lúc này, Diêm Vương bắt đầu lên tiếng, nói, ông đã trợ giúp tu sửa chùa miếu, tích được âm đức, nên sau mấy năm nữa mới điểm danh ông vào sổ đỏ. Thiên cơ bất khả lộc, ông trở về đi và kêu cha ông đến. Tôi nói, cha con đã hơn 80 tuổi rồi, ngài bảo ông ta tới làm gì? Ngũ Điện Diêm Vương nói, ông đã tới số rồi, báo cho ông ấy tới trước mùa thu. Tôi nghe Diêm Vương nói vậy cũng không còn gì để nói nữa. Như vậy mà hồn tôi đi địa ngục bị đuổi trở về. Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi xuất mồ hôi hột. Qua 10 phút sau, vợ tôi mới đem thuốc về. Khi uống thuốc xong, tôi cảm thấy khỏe hẳn ra và vài ngày sau là có thể chống gậy đi. Cha tôi đã hơn 80 tuổi, không chút bệnh hoạn gì và rất mạnh ăn. Đến ngày thứ ba của mùa nóng bức, tam phục, ông nói ông thèm ăn bánh chiên bột và đậu hũ khô. Tôi đào chút khoai tây, chống gậy đem ra chợ bán và mua về 7 miếng bánh bột với một chút đậu hũ. Về nhà lấy bánh bột, gói nhân, nấu canh hoành thánh rất ngon. Nhưng cha tôi thức dậy cũng không muốn ăn. Mỗi bữa ông chỉ ăn nửa chén. Liên tiếp 3 ngày đều ăn nửa chén như vậy. Rồi ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 của mùa nóng tam phục, ông đều không ăn gì hết, cũng không uống nước. Đến nửa đêm ngày thứ 8, tôi nghe có tiếng động trên kháng. Ngỡ rằng ông muốn đi nhà cầu, tôi tìm hộp quẹt đốt đèn dầu đi đến kháng phía bắc. Thấy cha ngồi dậy, mặt hướng về phía đông, ngồi kiết già, hai tay để trên đùi, còn nhiễu nước dãi và rồi tắt thở. Vẫn còn 2 ngày nữa mới hết mùa thu là cha tôi đã ra đi, ông đã giải thoát rồi. Ghi chú 2. Năm 1985, ghi âm lại cuộc nói chuyện của Hòa Thượng tại Giảng Phật Thành với các vị phụ lão tại Đông Bắc, Trung Quốc. Hòa Thượng đặc biệt nói về anh ba của ngài rằng, lúc cha qua đời, anh đã tận hết sức mình,
em rất cảm kích. Em ở chốn xa xôi này cũng tỏ lòng biết ơn anh. Em cũng không cần nói nhiều lời khách sáo ở đây. Điều hy vọng lớn nhất là em vẫn hy vọng anh bỏ được rượu, thuốc lá và hy vọng anh có thể đến được nước Mỹ. Em hiện bận việc ở Vạn Phật Thành không thể đi đâu, nhưng tinh thần em thường thường về bên đó. Năm 75, có gặp anh trong mộng, chắc anh vẫn còn nhớ chứ. Ghi chú ba. Ông Bạch Ngọc Đường chuyên trồng trọt và làm công để sinh sống. Tuy không còn đi học, nhưng ông biết đọc sách. Lúc Hòa Thượng chuyên tâm học bài ở trong phòng, ông ở phía sau nhìn lớn. Vì ông sáng dạ và nhớ dai nên cũng thuộc luôn bài của Hòa Thượng. Vì vậy ông ta còn hiểu được cổ văn, chỉ là không biết viết thôi. Việc Ngũ Điện Diêm Vương nói về ngày tới số của ông Bạch Ngọc Đường, nhưng ông đã không hề đề cập tới. Cho mãi đến ngày 7 tháng 4 năm 1999, tức trước khi giảng sanh một ngày, ông mới tiết lộ ra. Lúc đó ở bệnh viện, ông hát nghêu ngao bài ca dao Khương Tử Nha bảo hộ Giang Sơn cho vua Văn Dương. Đoạn nói: "Tôi không thể ở lại địa cầu này nữa, tôi phải đi lên trời đây." Ha ha ha, 问什么的说